Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự 18 giờ 30 phút thứ ba ngày 6 tháng 7 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Chương trình tối nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Long An nâng mức độ siết chặt công tác phòng dịch tại chợ, cơ sở kinh doanh. Tin trong nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thí sinh đổi hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tin thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo tình trạng mở cửa dồi dàng ở một số nước. Hôm nay 6 tháng 7, huyện ủy Cần Giuộc tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 6, thảo luận và thông qua dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết trong 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, dự và chỉ đạo hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm, huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện. Có thêm 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số toàn huyện có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thu ngân sách 360 tỷ đồng, đạt trên 73% dự toán tỉnh giao. Riêng, đối với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, huyện đã kịp thời chỉ đạo khoanh vùng, cách ly y tế để phòng chống dịch và xử lý khi có tình huống xảy ra. Đưa vào vận hành hoạt động khu cách ly tập trung quy mô 173 giường tại trường Cao đẳng nghề Long An, cơ sở Cần Giuộc, đầu tư và đưa vào vận hành hệ thống máy xét nghiệm SARS-CoV-2, thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 cho gần 4.500 trường hợp. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, biểu dương nỗ lực phấn đấu thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện đạt được nhiều kết quả tích cực và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Song cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp ổn định phát triển sản xuất kinh doanh, tăng cường huy động mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, ưu tiên các công trình trọng điểm, chương trình đột phá hạ tầng giao thông, kết nối nội ngoại vùng của huyện. Sáng nay 6 tháng 7, Hội đồng Nhân dân huyện Tân Hưng khóa 6, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ nhất, ông Nguyễn Thành Dẫn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đến dự. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, huyện Tân Hưng bầu đủ 30 đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện. Kỳ họp tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân huyện. Ông Lê Văn Hùng, Bí thư Huyện ủy Tân Hưng đắc cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Ông Nguyễn Thành Phương tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Ông Quỳnh Thanh Hiền tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, ông Lê Thành Yên tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện khóa 6 giới thiệu nhân sự bầu 13 thành viên Ủy ban Nhân dân huyện. Hội đồng Nhân dân huyện cũng bầu được 19 vị hội thẩm nhân dân của Tòa án Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Tân Hưng nhiệm kỳ 2021-2026 thống nhất biểu quyết thông qua 4 nghị quyết về chương trình làm việc toàn khóa của Hội đồng Nhân dân huyện, về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng Nhân dân huyện, về phê chuẩn tổng quyết toán thu chi ngân sách nhà nước huyện Tân Hưng năm 2020. Ngày 6 tháng 7, 2021, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An Nguyễn Hồng Thủy kiểm tra việc triển khai quán triệt xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng tại Thành ủy Tân An. Qua triển khai quán triệt xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã giúp cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cán bộ đảng viên, công chức viên chức có nhận thức đúng hơn, thực hiện tốt hơn vai trò, nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cùng cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đề ra. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An Nguyễn Hồng Thủy đánh giá cao, Thành ủy Tân An có sự chỉ đạo khá tốt trong công tác triển khai quán triệt, xây dựng chương trình hành động, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 trên địa bàn. Thời gian tới, cần phát huy hình thức học tập, quán triệt nghị quyết qua video clip cho cán bộ đảng viên ở các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Chiều nay, 6 tháng 7, 2021, Giám đốc Sở Công Thương Long An Nguyễn Tuấn Thanh tiếp nhận và bàn giao kinh phí hỗ trợ lực lượng phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở Công Thương đã tiếp nhận ủng hộ 315 triệu tiền mặt của 7 đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh. Số tiền này, Sở Công Thương sẽ bàn giao đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An.
Tại buổi lễ tiếp nhận, Giám đốc Sở Công Thương Long An Nguyễn Tuấn Thanh cảm ơn sự đồng hành, chia sẻ của doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Sự ủng hộ này sẽ là nguồn động viên lớn đối với các lực lượng tuyến đầu đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch. Sau thời gian chuẩn bị, các điều kiện về cơ sở vật chất, đến nay, khu cách ly tập trung trường cao đẳng Long An, cơ sở Đồng Tháp 10 có quy mô 300 giường chính thức đưa vào hoạt động từ ngày 4 tháng 7, 2021. Hiện cơ sở này đang cách ly 239 trường hợp. Khu cách ly đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc chữa bệnh, hóa chất khử trùng, dụng cụ bảo hộ cho lực lượng làm nhiệm vụ tại nơi cách ly và đối tượng được cách ly, giám sát phòng chống lây nhiễm chéo tại khu vực cách ly tập trung. Thực hiện đón tiếp công dân cách ly, đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo hậu cần và đầy đủ nhu yếu phẩm cho cán bộ cũng như công dân cách ly tại đây. Việc khu cách ly tập trung trường cao đẳng Long An cơ sở Đồng Tháp 10 đi vào hoạt động giúp thị xã Kiến Tường chủ động trong việc cách ly ngay các trường hợp F1, tránh quá tải tại khu cách ly trụ sở cũ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, qua đó góp phần cùng các địa phương trong tỉnh kiểm soát chặt chẽ các trường hợp, nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Trung tâm Y tế huyện Đức Huệ là một trong 6 bệnh viện dã chiến nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 đã đi vào hoạt động. Để đảm bảo yêu cầu của bệnh viện dã chiến, Trung tâm Y tế huyện bố trí đầy đủ cán bộ quản lý, đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế, nhân viên phục vụ và đảm bảo đầy đủ phương tiện, vật tư, thiết bị y tế, nhu yếu phẩm phục vụ cho việc cách ly, nhu cầu sinh hoạt, chăm sóc và điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Ngày 5 tháng 7, Trung tâm Y tế huyện thông báo về việc ngừng tiếp nhận cấp cứu, khám bệnh và điều trị bệnh cho người dân trên địa bàn huyện để bệnh viện dã chiến đi vào hoạt động và tiếp nhận điều trị 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên sau khi đưa vào hoạt động. Sau khi nhận được tin báo từ xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng về việc có 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 3 tháng 7, 2021, qua điều tra truy vết, có 3 trường hợp F1 đang sinh sống trên địa bàn xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ. Ngay trong đêm 5 tháng 7, xã Mỹ Quý Đông tiến hành kiểm tra và test nhanh 3 trường hợp F1 nói trên. Kết quả có 2 trường hợp cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngành chức năng của huyện và xã lập tức chuyển 2 trường hợp F0 này vào điều trị tại bệnh viện dã chiến số 4, huyện Đức Huệ ngay trong đêm. Đồng thời, thực hiện phun hóa chất khử trùng toàn bộ căn nhà nơi bệnh nhân sinh sống. Khu vực này có 25 hộ dân sinh sống với 89 nhân khẩu, trong đó có 21 trẻ em và có 3 thí sinh chuẩn bị tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Và hiện tại thì do 3 thí sinh này đã được xét nghiệm nhanh COVID vào ngày hôm qua, cho nên các em đã được ưu tiên cho ra khỏi khu vực phong tỏa để chuẩn bị tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 vào ngày 7 và 8 tới đây. Trong thời gian bị phong tỏa, việc tiếp tế lương thực, thực phẩm, đồ dùng cần thiết cho các hộ dân bên trong khu vực phong tỏa đều được các lực lượng phun xịt khử khuẩn tại điểm rào chắn trước khi chuyển vào bên trong nhằm đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch. Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh ứng phó khẩn cấp và nâng cao mức độ nhằm siết chặt công tác phòng chống dịch tại chợ, cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Theo đó, các chợ siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích triển khai phân luồng các lối ra vào, có thể phong tỏa các cửa phụ, lối đi phụ nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng cháy. Tập trung nhân lực kiểm soát khu vực cửa chính nhằm giám sát người lao động và khách ra vào chợ, cơ sở kinh doanh. Xét nghiệm sàng lọc cho người lao động, tiểu thương, khách hàng, nhất là lực lượng tài xế, giao hàng, thanh toán, thường tiếp xúc với nhiều người. Đối với khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, các cơ sở chủ động phương án điều tiết kinh doanh cho phù hợp, giảm mật độ mua sắm, đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là quy tắc 5K. Các tiểu thương, nhân viên bán hàng hàng ngày ghi nhận, lưu lại thông tin đi lại, tiếp xúc với khách hàng để phục vụ công tác truy vết khi cần. Ngành chức năng sắp xếp các điểm kinh doanh, tạo điều kiện cho người dân có nhu cầu bán hàng tự sản xuất đến bán tại chợ hoặc cung ứng cho các tiểu thương. Nghiên cứu phương án phát phiếu vào chợ để hạn chế tập trung đông người, tổ chức kinh doanh luân phiên, phân chia thời điểm, vị trí bán hàng xen kẽ hoặc chia theo ngày chẵn lẻ. Trong trường hợp cần thiết, đồng thời tiếp tục đánh giá nguy cơ lây nhiễm, đảm bảo an toàn phòng dịch tại chợ, cơ sở kinh doanh. Thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại khiến nhiều người lao động rơi vào cảnh khó khăn khi phải tạm nghỉ việc hoặc việc làm không đều,
không tăng ca sản xuất được, giảm thu nhập. Chia sẻ khó khăn với người thuê, đã có nhiều chủ nhà trọ trên địa bàn chủ động giảm tiền thuê phòng, tặng quà để người thuê trọ trang trải cuộc sống. Thấu hiểu những khó khăn của người lao động đang thuê trọ, trong đợt bùng dịch lại lần này, chủ nhà trọ Quốc Thịnh tại huyện Bến Lức đã chủ động giảm 40% tiền phòng. Dù chỉ mới đưa vào hoạt động, vẫn chưa thu hồi được vốn, nhưng chủ nhà trọ này vẫn sẵn lòng chia sẻ khó khăn, đồng hành cùng người thuê trọ. Thấy là có bà con, chị em cũng có người ta cũng khổ như có con, vì ta mà thu nhập cũng không được nhiều. Giờ mình thấy như mình có tấm lòng rồi, thôi kệ nó, mình giảm chút đỉnh cho bà con người ta hưởng, có cái cuộc sống ta nó đỡ hơn. Khi nào dịch hết thì giá ổn định trở lại bình thường cũng không muộn, tặng cho cuộc sống của bà con ổn định. Phần lớn người thuê trọ tại đây đều là công nhân và buôn bán nhỏ. Dịch bệnh bùng phát trở lại đã khiến cho việc mua bán của họ phải bị gián đoạn. Các công ty thì cũng ít đơn hàng hơn, nên giờ tăng ca của công nhân bị giảm đi, ảnh hưởng lớn đến thu nhập. Do vậy, khi được giảm tiền thuê, cư dân nơi đây rất phấn khởi, tiếp thêm nghị lực để họ cùng vượt qua giai đoạn khó khăn. Tại vì nghỉ mười mấy ngày đâu có bán buôn gì đâu, nghỉ không à. Nghe cô với chú nói vậy thì cũng mừng, anh chị em đây cũng đang khó khăn. Mà cô chú đây giảm thì anh chị em ở đây rất là quý. Rời quê, vợ chồng anh Trần Văn Trung từ tỉnh An Giang đến Long An thuê phòng trọ để buôn bán. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, vợ chồng anh phải tạm nghỉ ở nhà. Điều này đồng nghĩa với việc không có thu nhập, trong khi tiền thuê phòng trọ và các chi phí khác khoảng 3 triệu đồng một tháng. Nên cuộc sống của vợ chồng anh gặp rất nhiều khó khăn. Bán khăn mà giờ đi bán đâu được đâu, nên Sài Gòn đâu đi lấy đồ được đâu đi bán. Rồi mới lấy cơm bán bậy nó gần gần đây. Mưa thì bán cơm thì mưa đâu đi bán được đâu. Chiều tính sạn đồ ra đi thì chờ mưa rồi đem xe dẹp vô luôn. Dịch này thì ảnh hưởng đến nguồn thu nhập, buôn bán không được. Tiền chi tiêu gặp khó khăn thì chủ nhà trọ có giảm tiền trọ cho hai vợ chồng. Hai chồng nó cũng đỡ được phần nào trong tiền trọ và tiền chi tiêu. Chia sẻ gánh nặng với người lao động, ngày càng nhiều chủ nhà trọ trên địa bàn tỉnh chủ động giảm tiền cho những người thuê phòng. Việc làm đầy nghĩa tình này không chỉ san sẻ khó khăn với người lao động xa quê mà còn góp phần tạo điều kiện động viên người lao động ở lại Long An, hạn chế di chuyển về quê, giảm nguy cơ lây nhiễm giữa mùa dịch. Một số nội dung trong phần tiếp theo của chương trình. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thí sinh đổi hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo tình trạng mở cửa chợ vàng ở một số nước. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tất cả thí sinh làm thủ tục dự thi trực tiếp tại điểm thi. Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở xem xét việc tiếp nhận để tổ chức thi cho các thí sinh bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, chuyển đổi hội đồng thi. Điều kiện để đổi hội đồng thi là hội đồng thi nơi thí sinh đã đăng ký, đồng ý cho chuyển. Hội đồng thi nơi thí sinh có nguyện vọng chuyển đến, đồng ý tiếp nhận thí sinh và đảm bảo việc tổ chức thi nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế. Khi đi làm thủ tục dự thi, thí sinh phải mang theo thẻ căn cước công dân và giấy báo dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Đặc biệt, thí sinh, phụ huynh, nhân viên phục vụ kỳ thi cần tuân thủ nghiêm túc các quy định phòng chống dịch COVID-19, đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm thủ tục tại điểm thi. Ngày 6 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Tân An Võ Hồng Thảo kiểm tra công tác bảo đảm an toàn phòng dịch COVID-19 tại nơi cán bộ coi thi lưu trú để làm nhiệm vụ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Được biết, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, thành phố Tân An có trên 2.500 thí sinh dự thi. Thành phố bố trí 112 phòng thi, 9 phòng chờ, 5 phòng dự bị với gần 400 cán bộ tham gia làm nhiệm vụ thi. Thành phố Tân An bố trí khoảng 13 nhà nghỉ, khách sạn làm nơi lưu trú cho các cán bộ tham gia làm nhiệm vụ tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Qua kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại khách sạn, nhà nghỉ nơi các cán bộ coi thi, lưu trú, nhìn chung các cơ sở cơ bản đảm bảo an toàn phòng dịch theo quy định.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Tân An Võ Hồng Thảo cũng yêu cầu chủ các cơ sở lưu trú không tiếp nhận khách ngoài từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 7 và bảo đảm khoảng cách an toàn. Ngoài ra, các cơ sở cần bố trí cho đoàn cán bộ coi thi ở khu vực riêng biệt, tăng cường vệ sinh sát khuẩn định kỳ và bổ sung dung dịch sát khuẩn riêng cho từng phòng. Ngoài ra, các cơ sở lưu trú cũng cần chú trọng công tác bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định. Ngày 6 tháng 7 2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Thạnh Lê Thanh Đông kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2021 và khu cách ly tập trung của huyện, điểm cách ly tại nhà của các đối tượng F1 trên địa bàn một số xã. Đoàn đã đến kiểm tra tại trường Trung học phổ thông Tân Thạnh, đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt của nhà trường và của hội đồng coi thi. Hiện toàn bộ cán bộ giáo viên nhân viên làm nhiệm vụ tại điểm thi và học sinh dự thi, người phục vụ đều được test nhanh kháng nguyên hoặc xét nghiệm PCR cho kết quả âm tính SARS-CoV-2. Nhà trường bố trí sắp xếp nơi ăn nghỉ cho hội đồng coi thi tại các điểm thi và thí sinh nhà xa tại các địa điểm an toàn thuận lợi cho việc đi lại. Đồng thời, tất cả những người phục vụ kỳ thi đều được ăn nghỉ tại trường, không tiếp xúc với bên ngoài để phòng ngừa dịch bệnh xâm nhập vào trường. Đối với khu cách ly tập trung của huyện, đặt tại trường trung học cơ sở thị trấn Tân Thạnh, luôn đảm bảo an toàn về an ninh trật tự và các điều kiện phục vụ sinh hoạt cần thiết cho các trường hợp F1 đang thực hiện cách ly. Huyện cũng có 7 trường hợp F1 đang cách ly tại nhà. Qua kiểm tra theo dõi, các trường hợp này đều thực hiện nghiêm việc cách ly, không giao tiếp hoặc tiếp xúc gần với ai, kể cả người thân trong gia đình. Mọi sinh hoạt của các F1 đều tại chỗ và đồ ăn thức uống hoặc có khi các nhu cầu khác đều có người phục vụ tận nơi, đảm bảo quy định phòng chống dịch. Qua buổi kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Thạnh, ông Lê Thanh Đông yêu cầu các địa điểm thi phải luôn tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch. Các địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt việc theo dõi, kiểm tra sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm các đối tượng thực hiện cách ly tại nhà theo quy định, nhất là quản lý tốt các trường hợp F1 đang cách ly tại nhà. Thực hiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2021, vào ngày 7 và ngày 8 tháng 7 2021, Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Hưng tổ chức test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho 494 học sinh tham gia kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2021. Bên cạnh đó, tại điểm thi trường Trung học phổ thông Vĩnh Hưng thực hiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19, phun thuốc sát khuẩn các phòng thi, trang bị khẩu trang, nước rửa tay và bố trí nơi ở cho các học sinh có nhu cầu ở lại tại trường. Để đảm bảo an toàn trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người huyện Vĩnh Hưng yêu cầu các cán bộ giáo viên, đội bảo vệ và thí sinh đã thực hiện test nhanh, không tiếp xúc với người lạ và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định. Thưa quý vị, chiều nay ngày 6 tháng 7, khoảng 16.400 thí sinh Long An đã đến làm thủ tục tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021. Theo đó, thí sinh được phổ biến quy chế thi, lịch thi và chỉnh sửa sai sót, thông tin nếu có. Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay, toàn tỉnh có hơn 16.500 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, hơn 14.600 thí sinh thi Trung học phổ thông, còn lại hơn 1.800 là thí sinh giáo dục thường xuyên và thí sinh tự do. Ngoài giấy báo dự thi, điều đặc biệt ở kỳ thi năm nay là thí sinh phải có giấy xét nghiệm âm tính COVID-19. Đây được xem là giấy thông hành trước khi bước vào điểm thi. Được thi đợt 1 thì em cũng thấy cũng rất mừng, tại vì hôm nay em vừa ôn thi mà vừa phải lo tình hình dịch bệnh. Mà được cầm giấy xét nghiệm âm tính thì em thấy cũng mừng. Ngoài công tác phòng chống dịch bệnh thì em tập trung vào phần thi của mình. Và em có nguyện vọng vào ngành tài chính ngân hàng. Nguyện vọng 1 là trường Đại học Ngoại thương. Và em đã chuẩn bị được 90% kiến thức, sẵn sàng bước vào kỳ thi. Năm nay thì tất cả học sinh đều bắt buộc đều phải tập trung xét nghiệm để mà trước khi thi em cũng an tâm hơn trước khi thi để mà tập trung bình tĩnh tốt hơn để hoàn thành tốt bài thi của mình. Mong là em và các bạn của em đều làm tốt phần thi của mình để cho cái áp lực nó qua mau và để cho mà cái công sức mà 12 năm rèn luyện của mình nó thật là xứng đáng tốt hơn. Lo sợ dịch bệnh nhưng vẫn muốn thi cho nhẹ gánh là tâm trạng của đa số thí sinh. Trong khi phụ huynh thì lo lắng khi con thi tốt nghiệp trong lúc dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Lo chứ. Bây giờ chẳng hạn như bữa nay mà nhà tôi có buôn bán mà tôi phải đóng cửa tôi nghỉ, tại tôi sợ có ai vô á, cái là mình bị ép máy rồi các con mình có đi thi hay không. Thành ra bữa tôi đóng cửa bữa nay. Thành ra bây giờ nếu nó thi xong á, thì mình mở ra chứ bây giờ làm sao mà biết được. Phụ huynh ở đây thì nói chung là cũng lo là tại vì dịch bệnh tới. Thi ở đây thì yên tâm thiệt, nhưng mà giờ đề mình không biết đề khó hay đề dễ.
Ví dụ như giờ mà khó quá thì cũng tội cho mấy nhỏ, cũng mong là cho dễ dễ, đặng cho nó cho nó qua. Kỳ thi năm nay toàn tỉnh có một hội đồng thi với 38 điểm thi, trên 720 phòng thi chính thức và 51 phòng chờ. Tại các điểm thi đã tiến hành phun khử khuẩn trong và ngoài phòng thi, cũng như trang bị bố trí dung dịch rửa tay sát khuẩn, máy đo thân nhiệt và thực hiện nghiêm quy định 5K. Bên cạnh đó, các lực lượng tham gia giám sát, coi thi, bảo vệ, lực lượng tình nguyện viên đều phải xét nghiệm nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2. Tính đến hết ngày 6 tháng 7, toàn tỉnh có 2 học sinh F0, 4 học sinh F1, khoảng 100 học sinh F2 và học sinh trong vùng phong tỏa. Tất cả số học sinh này sẽ tham gia thi đợt 2. Theo ước tính của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, trong tuần qua, giá lúa thường tại ruộng đã tăng bình quân 114 đồng một ký so với tuần trước đó. Hiện có giá bình quân 5.200 đồng một ký. Giá lúa thường tại kho cũng tăng mạnh 210 đồng một ký, lên mức 6.390 đồng. Với giá gạo, sau phiên điều chỉnh giảm mạnh, có xu hướng chững lại. Cụ thể, gạo nguyên liệu IR504 giá 7.550 đồng đến 7.600 đồng một ký. Gạo thành phẩm IR504 giá 8.400 đồng một ký. Trước tình hình dịch COVID-19 trong nước diễn biến rất phức tạp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đề nghị Bộ Giao thông Vận tải và Cục Hàng không Việt Nam thống nhất tạm dừng khai thác các chuyến bay chở khách từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Phú Quốc và ngược lại từ 0 giờ ngày 6 tháng 7 năm 2021. Nguyên nhân được tỉnh Kiên Giang đưa ra là nếu tiếp tục duy trì khai thác các chuyến bay chở khách từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Phú Quốc và ngược lại, thì nguy cơ phát sinh dịch bệnh lây nhiễm ra cộng đồng là rất cao và sẽ rất khó khăn cho thành phố Phú Quốc trong xử lý dập dịch trong điều kiện còn nhiều hạn chế. Trước đó đã có 8 đường bay nội địa tạm dừng khai thác tới Thành phố Hồ Chí Minh, gồm Côn Đảo, Quảng Ninh, Hải Phòng, Gia Lai, Quảng Bình, Nghệ An, Quảng Nam, Huế.